Xin chào mừng quý vị và bạn quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Và clip này em Bá Hùng xin mời quý vị và bạn cùng em khui thùng chiếc đầu CD Marang ND8006 Thần Thánh. Chúng ta muốn chơi CD, chúng ta muốn chơi nhạc mạng, chúng ta muốn chơi nhạc số, chúng ta muốn kết nối Wi-Fi, kết nối Bluetooth, kết nối điện thoại vân vân, thì chỉ cần một chiếc đầu CD Marang ND8006 sản xuất tại Nhật Bản sẽ đáp ứng cho chúng ta tất cả những cái nhu cầu trên đó. Và sản phẩm này thì được nhập khẩu chính hãng và bảo hành 2 năm, quý vị và bạn hoàn toàn yên tâm chơi đó. Và giá công ty niêm yết là 39.880.000 đồng, thì tại Báo Hùng Audio luôn có cái mức giá chiết khấu rất là tốt. Xin quý vị và bạn liên hệ trực tiếp em báo giá. Cái số lượng sản phẩm đầu CD Marang ND8006 bên em bán ra trong tháng này lên tới gần 20 máy rồi thưa quý vị bạn, rất là nhiều đó. Một chiếc đầu CD quốc dân. Đây là thẻ bảo hành chính hãng của đầu CD Marang ND8006 thưa quý vị bạn. Phụ kiện đi kèm theo thì gồm có một cặp dây tín hiệu Secure, một sợi dây nguồn, một chiếc điều khiển và một đôi pin.